Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi trong ngày hôm nay. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến giá hơi và cho rằng đây là những thông tin hữu ích đối với mình thì hãy cho mình xin một like ở video này và đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về giá hơi hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi sáng ngày thứ ba, ngày 6 tháng 4 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến. Theo ghi nhận, giá hơi trong ngày hôm nay có xu hướng giảm ở thị trường miền Nam. Một số địa phương như là Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cà Mau trong ngày hôm nay đều có xu hướng giảm nhẹ 1.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với các tỉnh ở khu miền Trung như là tỉnh Bình Định và tỉnh Bình Thuận lại có xu hướng tăng so với ngày hôm qua. Tại thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay duy nhất chỉ có tỉnh Yên Bái tăng nhẹ 1.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác vẫn đang giữ mức giá ổn định. Và nhiều địa phương ở thị trường miền Bắc vẫn đang duy trì mức giá cao, phổ biến 75 cho đến 77.000 đồng trên 1 kg đối với dòng heo siêu loại 1. Quý vị và các bạn thân mến, gần nửa tháng trở lại đây các lò mổ ở huyện Cẩm Xuyên của tỉnh Hà Tĩnh chỉ duy trì và hoạt động cầm chừng. Lượng trâu bò, lợn tập trung về đây giết mổ giảm hẳn so với trước. Chủ cơ sở giết mổ Cẩm Lộc cho biết, nhiều loại dịch bệnh trên gia súc như là dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục trên trâu bò xuất hiện khiến người dân hạn chế tiêu thụ thịt, nên các thương lái cũng không mặn mà đến để lấy hàng. Cơ sở đã dừng hẳn việc giết mổ trâu bò hơn 10 ngày nay, còn lợn hiện chỉ giết mổ từ 15 cho đến 18 con trên một ngày, giảm hơn một nửa so với trước, và việc giết mổ cũng chỉ để cầm chừng. Theo ông Phạm Xuân Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và Bảo vệ Cây trồng Vật nuôi ở huyện Cẩm Xuyên cho biết, dịch bệnh trên gia súc tại Cẩm Xuyên diễn biến phức tạp, người tiêu dùng đổi sang sử dụng các loại thực phẩm khác và điều này khiến cho 5 lò mổ trên địa bàn giờ đây chỉ đạt 1/3 công suất so với trước. Bên cạnh huyện Cẩm Xuyên thì hiện nay ở Hương Sơn của tỉnh Hà Tĩnh, dịch tả lợn châu Phi cũng đang quay trở lại, khiến 34 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy trong thời gian vừa qua. Nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan, chính quyền địa phương đã lập các chốt ở. Còn đối với tỉnh Nghệ An, dịch tả lợn châu Phi tái phát ở nhiều địa phương và cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân không nên chủ quan với loại dịch bệnh này. Trên địa bàn huyện Tương Dương của tỉnh Nghệ An, những ngày đầu tháng 4, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra trên địa bàn xã Thạch Giám và số lượng lợn phải tiêu hủy là 38 con. Nguyên nhân là do những hộ dân này mua lợn giống từ dưới xuôi lên đã bị nhiễm bệnh hoặc sử dụng thức ăn không đảm bảo, bởi vùng này trước đây đã từng xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Và ngay sau khi có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi thì Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành quyết định công bố dịch tả ở xã Thạch Giám. Và hiện nay chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của cơ quan thú y. Còn trên địa bàn huyện Diễn Châu của tỉnh Nghệ An, dịch tả lợn châu Phi cũng đã tái phát ở nhiều xã từ tháng 2 cho đến nay. Và thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Diễn Châu cho biết, đến ngày 12 tháng 3 trên địa bàn huyện đã có 7 xã dương tính với dịch tả lợn châu Phi và tổng số lượng bị tiêu hủy là 81 con và tổng trọng lượng lên đến 3.000 kg. Bên cạnh hai huyện trên thì ở một số huyện như là Con Cuông, Đô Lương, Thanh Chương, Quỳnh Lưu của tỉnh Nghệ An, dịch tả lợn châu Phi cũng đã nổ ra lác đác ở nhiều nơi khiến phải tiêu hủy hàng trăm con lợn. Và trước tình hình này, ông Ngô Đức Quỳnh, Phó Chi cục Thú y và Chăn nuôi khuyến cáo: dịch bệnh tả lợn châu Phi xảy ra ở nhiều nơi trong thời gian qua, người dân không được chủ quan, cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y để bảo vệ đàn lợn của gia đình mình. Còn đối với giá hơi trong ngày hôm nay, sáng ngày thứ ba, ngày 6 tháng 4 năm 2021 có xu hướng tăng giảm trái chiều ở một số địa phương, đặc biệt đối với các tỉnh ở khu miền Trung đang có xu hướng tăng trở lại. Bên cạnh đó, một số địa phương ở khu miền Tây Nam Bộ lại có xu hướng giảm trong ngày hôm nay. Và cụ thể giá hơi trong ngày hôm nay ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước như sau: Bến Tre phổ biến mức giá 74 cho đến 77.000 đồng, Hậu Giang trong ngày hôm nay giảm 1.000 đồng về mức 74.000 đồng trên 1 kg, Đồng Tháp giảm 1.000 đồng về mức 75.000 đồng, Vĩnh Long giao động mức giá 75.000 đồng trên 1 kg, Long An 74.000 đồng trên 1 kg, Bạc Liêu trong ngày hôm nay giao động mức giá 75 cho đến 76.000 đồng, Trà Vinh giao động mức giá 75 cho đến 77.000 đồng trên 1 kg cho ngày hôm nay. Cà Mau phổ biến mức giá 75 cho đến 76.000 đồng. Sóc Trăng trong ngày hôm nay giao động mức giá trên dưới 76.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt là đối với tỉnh An Giang trong ngày hôm nay giảm chỉ về mức 73.000 đồng trên 1 kg. Đây là địa phương có mức giá thấp nhất ở thị trường miền Nam hiện nay. Tiền Giang phổ biến mức giá 74 cho đến 75.000 đồng.
Kiên Giang trong ngày hôm nay báo giá 75 cho đến 76.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với các tỉnh ở thị trường miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay phổ biến mức giá giao quanh 74 cho đến 75.000 đồng. Một số địa phương như là Đồng Nai trong ngày hôm nay giao quanh mức giá 74 cho đến 75.000 đồng, Bình Dương 75.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Tây Ninh trong ngày hôm nay cũng giao động mức giá 74 cho đến 75.000 đồng và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Và ở Nghệ An trong ngày hôm nay, giá hơi cũng chỉ giao động mức giá 70.000 đồng trên 1 kg, thậm chí một số địa phương còn có mức giá thấp hơn 68 cho đến 69.000 đồng. Trong khi đó, Thanh Hóa phổ biến mức giá 73 cho đến 77.000 đồng. Hà Tĩnh giao động mức giá 72 cho đến 74.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình trong ngày hôm nay giao động mức giá 74.000 đồng trên 1 kg, Huế phổ biến mức giá 72 cho đến 73.000 đồng. Còn đối với các tỉnh thuộc thị trường miền Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay như Quảng Nam và Quảng Ngãi giao động mức giá 73 cho đến 75.000 đồng trên 1 kg, dòng hai bề khu vực này giao động mức giá 70 cho đến 72.000 đồng. Bình Định phổ biến mức giá 73 cho đến 74.000 đồng, trong ngày hôm nay ở Hoài Nhơn, Phù Cát của tỉnh Bình Định có tăng một giá so với ngày hôm qua. Khánh Hòa giao động mức giá 73 cho đến 74.000 đồng. Bình Thuận, Ninh Thuận giao động mức giá 74.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay, Lâm Đồng vẫn là địa phương giữ mức giá cao 75.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như là Gia Lai, Đắk Lắk, tỉnh Kon Tum và tỉnh Đắk Nông vẫn phổ biến mức giá 72 cho đến 74.000 đồng và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Trong khi đó, một số tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay vẫn đang duy trì mức giá cao, cao nhất đạt 77.000 đồng trên 1 kg ở một số địa phương như là Hải Phòng giao quanh mức giá 75 cho đến 77.000 đồng. Hưng Yên trong ngày hôm nay cũng chỉ giao động mức giá 75 cho đến 76.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương giao động mức giá 75 cho đến 76.000 đồng. Một số huyện ở khu vực thành phố Hà Nội như là Ba Vì, Sóc Sơn đang giao động mức giá 75.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc giao động mức giá 75 cho đến 76.000 đồng. Bắc Ninh phổ biến mức giá 74 cho đến 75.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam, Ninh Bình giao động mức giá 76.000 đồng. Thái Bình 75 cho đến 77.000 đồng trên 1 kg. Nam Định cho ngày hôm nay cũng giao động mức giá 75 cho đến 77.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương ở khu vực phía Tây Bắc như Sơn La giao động mức giá 74.000 đồng, Lai Châu 75.000 đồng trên 1 kg, Điện Biên phổ biến mức giá 74 cho đến 75.000 đồng và đối với tỉnh Hòa Bình trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 73 cho đến 75.000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang trong ngày hôm nay giao động mức giá 74 cho đến 75.000 đồng, Bắc Cạn 73 cho đến 75.000 đồng và địa phương này cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Đối với tỉnh Phú Thọ, dòng heo đẹp khu vực này đang phổ biến mức giá 75 cho đến 76.000 đồng. Heo thường khu vực này phổ biến mức giá 71 cho đến 73.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên trong ngày hôm nay, nhiều hộ chăn nuôi cũng báo giá 75 cho đến 76.000 đồng. Đối với tỉnh Quảng Ninh trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 75 cho đến 76.000 đồng. Lạng Sơn giao động mức giá 74 cho đến 76.000 đồng trên 1 kg. Yên Bái trong ngày hôm nay tăng một giá lên 75.000 đồng. Trong khi đó, Lào Cai vẫn đang giữ mức giá như ngày hôm qua, giao động mức giá 73 cho đến 74.000 đồng. Các địa phương như là Bắc Giang, Cao Bằng và tỉnh Hà Giang vẫn phổ biến mức giá 74 cho đến 75.000 đồng và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hôi trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.